Chào bạn nha, hôm nay mỹ phẩm Trường An này giới thiệu đến các bạn lược cắt tóc nam nữ nhé. Lược này thì có thể là cắt kéo, cắt tông nhé. Đây ạ. Lược răng thưa nhé, răng thưa. Đây ạ. Lược Nhật Bản nhé. Đây, lược răng thưa ạ. Thì con lược này thì nó thiết kế là hơi cong nhẹ các bạn nhé. Đây ạ. Nhìn chỗ này các bạn thấy nó hơi sóng cong cong này. Đây. Nó không phải là một đường thẳng băng. Nó không phải một đường thẳng băng mà nó hơi sóng sóng như này nhé. Đấy. Đây, ở đây, ở phần trước này nó cũng hơi lượn sóng cong này này nhé. Thì các anh các chị mua hàng thì để lại số điện thoại nhé. Để lại số điện thoại bên em sẽ có nhân viên gọi điện trực tiếp tư vấn. Hoặc anh chị có thể mua tới các hàng sàn thương mại điện tử bên em có cửa hàng như Tiki, Lazada, Sen Đỏ và Shopee. Hoặc anh chị có thể vào Zalo, Fanpage và Facebook của mỹ phẩm Trường An nhé. Để xem những sản phẩm mới, những sản phẩm chuyên bên em là chuyên về ngành tóc. Tuy nhiên thì bọn em chưa có thời gian đăng hết, thì có một số sản phẩm là chưa đăng được ấy, thì các anh chị có thể cần gì thì cũng có thể gọi điện cho bên em để tham khảo các anh chị nhé. Bên em sẽ tư vấn nhiệt tình ạ. Cuối video thì cho em xin một nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các anh các chị rất là nhiều ạ.